Dạ vâng, thưa thầy Phương, vẫn tồn tại quan niệm là không nên xây nhà trên đất trũng hay là gần hồ đầm. Vậy với quan điểm của thầy Phương thì thầy đánh giá điều nhìn nhận đó đúng hay sai? Vâng, cách đây khoảng 2 hôm thì tôi vừa mới đáp máy bay ở Gia Lai về Hà Nội. Và trên chuyến bay đó tôi đọc một cái truyện ngắn của Trung Quốc có tên là Những ngày tháng êm đềm. Và cái câu chuyện này cũng kể về một cái gia đình, hay nói đúng hơn là một cái ngôi làng nhỏ tại Trung Quốc vào cái thời kỳ đổi mới năm 1966, sống xung quanh một cái đầm rất là lớn ở trong ngôi làng này. Và xung quanh cái đầm này xảy ra rất là nhiều những chuyện không hay. Vậy nên là tôi chia sẻ với các bạn rằng nền móng nhà liên hệ trực tiếp tới yếu tố địa khí. Vì vậy nên là địa điểm đặt móng nhà hay là lịch sử của khu vực mà thi công nền móng nhà này thì luôn cần được phải kiểm tra rất kỹ càng trước khi chúng ta động thổ, giúp cho việc xây dựng nhà ở được tối ưu về phong thủy. Xét về địa khí phong thủy thì ngôi nhà nằm trên bãi sình lầy liền sát với cả hồ đầm, nhất là trước kia vốn là ao hồ hay là giếng, thì sẽ khó mà có được sinh khí tốt nhất. Nhiều trường hợp thì việc san lấp khu vực móng nhà trước đây là ao hồ hay là đầm hoặc là vùng trũng được tiến hành rất là qua quýt, đúng không ạ? Không được nạo vét kỹ và thậm chí là lắng động những trường khí uế tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đạo, tài vận của những người mà sau này sinh sống ở đó. Đó là chưa kể thì như cái câu chuyện của truyện ngắn Những ngày tháng êm đềm tôi kể cho các bạn đó, là khu vực ao hồ trước đây có thể xảy ra những sự cố đuối nước, những cái điều rất là không hay về mặt cả tâm linh và phong thủy nữa. Nên chúng ta sẽ cần phải xem xét rất là kỹ cái lịch sử của mảnh đất trước khi mà chúng ta xây dựng. Và yêu cầu trước hết về phong thủy với nền móng nhà là cần được xây dựng trên những khu đất có kết cấu vững chãi, đảm bảo cho sự an ổn về cư trú hay là hưng vượng cho gia chủ. Tuy nhiên là trước khi đi vào việc gia cố nền hay là tiến hành động thổ, ta cần phải nạo vét, thanh tẩy trường khí bất lợi cho khu vực nhà ở này trước. Việc chúng ta nạo sạch lớp bùn nhão lắng động là một mặt là loại bỏ đi tạp khí, tối ưu với cái việc tiếp xúc ánh nắng mặt trời, chủ về dương khí mạnh. Và điều này sẽ giúp nâng cao địa khí và củng cố những địa mạch cho nhà ở. Khi mà ao hồ ruộng vườn cần vét sạch lớp bùn nhão, đất đen hay là rác ở trên bề mặt thì tốt nhất là chúng ta vét đến tầng đất thịt hoặc là phần đất sét rồi chúng ta bỏ đi. Ở trường hợp ao quá sâu không thể vét sạch lớp bùn nhão ở bên dưới thì ta có thể dùng đá thạch anh để mà thanh tẩy khí trường, giúp tối ưu dương khí cho nền nhà và sau đó chúng ta mới ép cọc hay là gia cố về phần móng. Riêng về yếu tố tâm linh phong thủy này thì các bạn có thể tham vấn những người phong thủy sư có kinh nghiệm để mà chỉ dẫn cho các bạn thêm một cách cụ thể.